Thông báo cho anh em một tin cực hot tại trên sốt7sao.com nha anh em. Đầu tiên, 10 vòng quay đang chờ đợi anh em với hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Tiếp theo anh em ơi, danh mục bán nick ngầm sòm sẽ có những nick giá trị từ 1.000 Việt Nam đồng vào những khung giờ ngẫu nhiên. Khi mua vàng ngọc tự động tại sốt7sao.com vào những khung giờ vàng, anh em sẽ có cơ hội mua được x7k, tức là 100k anh em có ngay 700 triệu vàng anh em ơi. Ở phần bài viết mình có viết cách kiếm nick miễn phí tại trên sốt7sao.com. Anh em nào mà chưa có nick để chơi thì hãy link ngay sốt7sao.com. Vừa ngon lại nhiều sự kiện, sử dụng sốt7sao.com thật là tiện. Ok, hello, chào mừng tất cả anh em trở lại cùng mình nhé. Thì mình là Gen TV đây. Thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn em cách buôn lưu khỉ em ạ. Cách kiếm vàng từ buôn lưu khỉ nhé. Kiếm đầy vào luôn anh em ạ. Đây, anh em chuẩn bị mình cái một buôn, anh em phải chuẩn bị mình một con lick á. Trái đất có kinh kỳ ạ, xe vào lạc cũng được. Ok, sau đó anh em tạo tài khoản, anh ấn thêm mới nhá. Này, mình chuẩn bị một lick á. Trái rồi đây. Mình sẽ đổi cờ lên anh em ạ. Thì mình sẵn được bem thôi anh em ơi. Chỉ được kinh kỳ đấy khỉ, đuôi khỉ thôi. Mình là Gen TV này. Anh chọn trên xe ra, đừng chọn hành tinh khác nhá. Nếu chọn xe ra, đừng chọn là hành tinh trái đất hoặc là mách đâu. Anh chọn xe ra nhá. Gen TV GGGZ đi, đấy. À, mỗi đôi khỉ để bán 5 triệu vàng C3 sao mình thế. Mấy ông sẽ là giới mua đôi khỉ em ạ. Mua được X9 đôi khỉ, 5 triệu trên 1 thì mình X9 nhân mấy cả 5 thì cũng khá là nhiều đấy anh em ạ. Khá nhiều vàng đấy. Anh bùng mất 1-2 phút thôi, anh kiếm 5 triệu vàng rồi, easy game. Đấy. Rồi ok, sau đó này, sau đó mình là con lốt cờ đấy ạ, để cho nó kêu có cái kia chết nữa. Này đang khu nhiều đổi khu này. 17 à. Đúng rồi, đông đấy, nhiều bung quá. 17 đây em ơi. Mình sẽ đổi cờ này. Đổi cờ sao đấy, đổi cờ đây này. Sau đó em dùng cái link của con kia em, của con kia chết thế này nhá. Trời ơi, còn hết kinh, còn hết nợ ấy lắm. Má. Rồi còn kinh khi chưa em ơi. Trái. Đấy, anh em được một đôi khỉ này, đấy, sợ quá easy luôn. Ok, sau đó anh em lại đổi tài khoản. Anh lại ấn chơi mới đấy em ạ. Lại ấn chơi mới tiếp, lại kiếm từ, lại như thế tiếp nhá. Ok, sau đó em dùng đôi khỉ anh em lại qua đao vũ thuật này. Qua đao vũ thuật là để anh em lấy cái hồi hồi kinh nhanh nhá. Đấy, ra con đoàn tiếp này. Đấy, con bộ thuật này. Không mà chết chạy như rùa ấy. Buồn thật. Mình cho thể vào này. Đấy, anh bắt đầu. Đấy, này, con đoàn bộ thuật nhá. Đấy, thi đấu em lấy đưa khỉ tiếp. Anh cho nên xin ra tên em ơi. Qua lấy phụ, qua cái lick tạo đánh mới ạ, để tạo đánh mới thì để lấy đuôi khỉ em ơi. Được một cái đuôi khỉ là mình bung một lúc đã đống của đuôi khỉ em ạ. Em chịu khó, anh chịu khó làm em ạ. Chịu khó kiếm vào thì đầy vàng. Chịu khó chạy, tôi chạy đây em ơi. Đấy là hồi kinh kia nhá. Anh nào lười thì ấn đau thông được, anh nào khổ đợt link nào mà ngon đấy. Còn hồi tạo hồi kinh kia nhanh cũng ok đấy. Hồi tức là hồi kinh kia thì cũng ok, đợi cũng được em ạ. Nghe này, cá lốt này, úi trời ơi. Úi trời ơi, sao đi đâu gặp mấy ông này, ông ý đánh mình nhỉ. Tạo mới này. Trời ơi, tha em đi anh ơi, tha em đi anh ơi. Ơ, thôi, sao chóng lâu quá nhỉ. Muốn đấm mình không mày, ăn cá chó à. Tha. Úi, chạy anh em ơi, ok, chạy rồi này. Đấy. Đâu, đây này là mình để lại xem mới được. Trời ơi. Ôi, nó bị lag rồi, bị đơ luôn rồi này, trời ơi. Chắc nó bị đơ rồi em ạ. Phải tạm mở một click nữa rồi. Ok, sau đó em tạo một link nữa, tạo link nữa em ạ. Mình tạo một link nữa là nó bị đơ, mình tạo link khác mà. Đấy, tạo lưu khỉ tiếp, lại lấy lưu khỉ tiếp em ơi. Kiếm lưu khỉ quá dễ dàng. Chỉ mất là 1 phút em ạ, là kiếm một cái lưu khỉ rồi.
Thế anh em cứ tích, cứ kiếm thật nhiều X9 bán nhá, 5 triệu một cái hoặc là rẻ cũng 3 triệu một cái anh em ạ. Anh em tính đi. Nhưng mà chỉ có hành tinh Lamech hoặc là trái đất họ mới mua thôi, bởi vì họ mua úp đi mấy X2 em ạ, thì mới mua về úp thôi. Hoặc anh em để quá sự kiện, gần hết sự kiện anh em mới bán cũng được, cho nó đập anh em ạ. Khu mình đang ở khu, mình được có khu 12 nhá. Khu 12 này, ok, sao mình dùng cái đợt khóa cờ đây này. Đợt cờ để biến khỉ em ạ. Trời ơi, tôi sẽ biến khỉ cho ông xem này. Một ca sợ biến khỉ em ạ, sồi ơi, quá dễ dàng. À, mình sẽ nghi chết lại. Dài. Chà, chờ mình được đủ khỉ lên em ạ. Đấy, này được khỉ, mình được 2 được khỉ rồi. Chỉ mất có khoảng 2 phút rồi các bạn, được 2 được khỉ rồi các bạn. Đấy, quá là dễ dàng luôn. Anh em thấy cách mình hay, nhớ là để một like này, một đăng ký này. Một chút để hộ mình nhá, cảm ơn rất là nhiều. Bye bye anh em.